Anh chị mình muốn lắp sàn gỗ mà sợ bị mối mọt, Kim Hoa giới thiệu đến các anh chị siêu sàn gỗ Robina nhập khẩu từ Malaysia. Bạn này là nhập khẩu trực tiếp luôn nha các anh chị, từ nhà máy Robina Flooring. Có những cái màu như thế này, tất cả những cái màu như thế này thì rất là phù hợp với người châu Á mình. Cái màu tông màu rất là đẹp luôn nha các anh chị, phù hợp với nhiều phong cách nội thất. Anh chị mà có thể sử dụng những cái đồ gỗ nè, rồi mình dùng cái sàn gỗ tạo điểm nhấn cho ngôi nhà mình rất là sang trọng và đẳng cấp luôn. Bạn này thì sẽ có hai loại hèm khóa nha các anh chị. Đây, ở đây là cái hèm khóa hèm V thì nó sẽ để lại một cái cạnh nhỏ. Còn ở đây là cái hèm khóa khít luôn. Khi mà Kim Hoa rờ là Kim Hoa cũng không cảm nhận được cái hèm khóa nha các anh chị. Nó rất là khít như thế này. Đây, quá chừng là khít luôn. Rất là khít ha. Đối với cái dòng Robina này thì các anh chị có thể thoải mái lắp ở trong nhà nè, phòng ngủ, phòng khách, ngay cả bếp thì các anh chị vẫn lắp được, nó không có sợ nước đối với cái dòng mà Robina Aqua nha các anh chị. Còn cái dòng mà Robina Classic thì các anh chị dùng ở trong phòng ngủ hay là phòng khách hay là ở công ty, văn phòng thì Kim Hoa thấy rất là hợp lý và rất là xịn sò luôn. Có một đặc điểm của cái hèm khóa Robina đó các anh chị là cái hèm khóa nó khó lắp dữ lắm. Nó rất là cứng. Đây, Kim Hoa thử hình dung cho các anh chị xem nè. Đây là cái đặc điểm mà cũng chính là những cái ưu điểm của cái sàn Robina. Tại vì nó khó lắp á, cho nên là khi mà mình lắp được rồi á, là nó không có bị chạy hèm nha các anh chị. Nó rất là cứng. Đối với những cái sàn khác á, dùng một thời gian nó sẽ bị giãn nở rồi nó chạy hèm, nó để lại những cái khoảng như thế này nè. Rồi bụi ở dưới nó đùng lên rất là bất tiện cũng như là rất là dơ, làm cho mình rất là khó chịu. Nhưng mà đối với cái hèm khóa của sàn Robina, cần các anh thợ lành nghề đóng mới được, chứ mà anh thợ mình mới vào nghề thì đối với cái sàn Robina này thì cũng hơi làm khó các anh chút xíu ha. Ưu điểm nổi bật của sàn Robina là chống mối nha các anh chị, và bảo hành mối vĩnh viễn luôn. Tại sao mà nhà sản xuất lại dám khẳng định chắc nịch như vậy? Tại vì những cây gỗ để làm ra cái sàn gỗ Robina này các anh chị là được khai thác từ khu rừng trồng của Malaysia. Cốt gỗ nó rất là đắng và nó ít cellulose, cho nên là mối nó chê, nó không thèm ăn. Một số anh chị có hay nói với em khi mà em làm clip về Robina thì nói là đây là sàn gỗ tẩm hóa chất, thì mối mọt nó chê, nó không có thèm ăn. Nhưng mà không phải nha các anh chị, cốt gỗ nó đắng. Cái cây gỗ đặc thù của rừng trồng tại Malaysia là cái cốt gỗ nó rất là đắng, cho nên là mối nó chê, nó không thèm ăn. Với lại mối nó chỉ thích cellulose có ở trong gỗ thôi, còn cái này nó thấp lắm, nó ít lắm, cho nên là nó chê liền ha. Nhiều anh chị rất là lo lắng mình dùng sàn gỗ thì có phá hoại tự nhiên không. Thật ra là không nha các anh chị. Đối với những cái sàn Robina như thế này thì ở bên Malaysia họ quy hoạch luôn thành một cái khu để mà chuyên dùng để sản xuất sàn gỗ. Người ta trồng rừng rồi người ta tái trồng sau khi mà người ta sử dụng khai thác. Cho nên là anh chị mình yên tâm nha, sử dụng sàn gỗ Robina còn góp phần bảo vệ tự nhiên nữa. Đối với cái dòng Robina Aqua đó các anh chị là cái dòng chịu nước ha. Anh chị nào mà lo lắng về những cái khu vực mà có thể có khả năng ngập nước á, ví dụ như ở cái khu vực mà bếp nè, hay là ở phía ở ngoài nhà vệ sinh á, cũng như là cái khu vực mà khi mà anh chị làm spa, hay là anh chị muốn lắp ở trong cái salon tóc á, những khu vực có khả năng tiếp xúc với nước thường xuyên á, thì Kim Hoa khuyên là mình nên dùng cái dòng Robina Aqua như thế này. Có biểu tượng con chim cánh cụt này ha. Đây, Robina Aqua có hình con chim cánh cụt và có hình giọt nước luôn. Nên đây là cách nhận biết nha các anh chị. Thì đối với cái dòng Robina Aqua này á, ví dụ như mà nhà mình á, có lỡ đi đâu chơi đó xa đi tầm khoảng tuần đi thì vẫn có thể cứu được nha các anh chị. Bạn này thì khi mà ngập nước á, thì bên Cosmos Việt Nam sẽ đến bảo hành cái sàn Robina cho mình. Cái nào mà hư á, thì sẽ thay mới. Còn cái nào mình còn dùng được thì mình sẽ phơi và mình sử dụng lại nha các anh chị. Không chỉ vậy, Cosmos Việt Nam có về bộ sưu tập từ năm 2023 và năm 2026 của sàn Robina này. Nếu anh chị nào mà phát hiện ngoài thị trường bộ sưu tập này không phải nhập khẩu từ Malaysia thì Cosmos Việt Nam cam kết bồi thường cho các anh chị 2 tỷ đồng. Các anh chị an tâm chưa ạ? Còn về vấn đề chống mối thì Cosmos Việt Nam đang truy tìm sàn Robina bị mối ăn. Anh chị nào mà mình phát hiện cái dòng sàn Robina mà bị mối ăn thì Cosmos sẵn sàng thay mới cho mình một cái sàn khác. Và Kim Hoa cũng như là Cosmos Việt Nam gửi đến các anh chị 10 triệu đồng vì đã có công đi tìm sàn gỗ Robina bị mối ăn.
Nhưng mà cho tới bây giờ thì Kim Hoa vẫn chưa phát hiện cũng như là chưa nhận được một trường hợp nào mà sàn gỗ Robina bị mối ăn hết. Kim Hoa chờ các anh chị nha. Các anh chị đại lý mình mà quan tâm về siêu sàn gỗ Robina thì có thể để lại comment cũng như là đến tại kho của Cosmos Việt Nam, các bạn sẽ tư vấn cũng như là để gửi cho các anh chị những cái mẫu và tư vấn chi tiết cho mình hơn. Đừng quên cái hẹn với Kim Hoa vào 7 giờ tối mỗi ngày trên kênh của Cosmos Việt Nam nhé. Cảm ơn đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.